Đây gồm có những cái phần như này này. Dạng 1 là hôm trước ta chữa rồi, đúng nhỉ? Đây là dạng 1, ta phải gọi là loại 1 đi, dạng 1 nhá. Là đại cương. Thì con lắc được. Đấy, nó giống kiểu đại cương dao động điều hòa. Thấy chưa? Là phần đầu tiên. Đầu tiên các bạn sẽ học phần này. Đấy, có vài câu thôi. Dạng 2 là phương trình. Đấy, phương trình dao động có lắc đơn. Và năng lượng dao động. Đấy, thì gộp chung lại phần cơ bản. Nó gồm có vài câu như này. Dạng 3 là vận tốc lực căng dây năng lượng, nó cũng gộp ở đây luôn. Đấy, năng lượng cũng gộp ở phần này luôn. À, cái này thôi, bỏ qua cái năng lượng đi. Gộp này. Dạng 4 là sai số trong phép đo vật lý. Đấy, dạng 4 là sai số trong phép đo vật lý như vậy. Đấy là hết hết phần cơ bản. Hết phần cơ bản. Sau khi hết phần cơ bản thì chúng ta sẽ sang được phần nâng cao. Phần nâng cao là con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực. Đấy, con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực. Hoặc là con lắc đơn vướng đinh. Đấy là những phần nâng cao. Hoặc là va chạm con lắc đơn. Các bạn sẵn sàng học chưa? Các bạn sẵn sàng học chưa? Nếu sẵn sàng thì các bạn ghi chữ sẵn sàng cho thầy nào. Sẵn sàng cho thầy nào rồi chúng ta sẽ đi vào bài học luôn. Chào Nguyễn Ngọc Anh. Hôm nay chúng ta sẽ không viết giấy nhé, ta sẽ chữa trực tiếp ở trên bảng luôn cho các em. Sàng chưa nào? Rồi, ok, Đức Minh đã sẵn sàng. Bạn khác nào? Rồi, Chí Đại đã sẵn sàng. Ok. Rồi, nào, chúng ta sẽ cùng đi luyện tập luôn. Dạng 1. Dạng 1. Đại cương với con lắc đơn. Thì cái phần này ấy, bạn nào mà chưa xem ở phương pháp giải thì các bạn xem qua nhé. Ở đây là những cái khái niệm cơ bản nhất rồi. Nào, câu 1, tại nơi có gia tốc trọng trường G, một con lắc đơn có sợi dây L đang dao động điều hòa. Tần số góc dao động của con lắc là gì nào? Tần số góc là ôm gấu trong lòng không mỏi ấy, thì omega bằng G trên L, đúng không nhỉ? Vậy câu 1 chúng ta sẽ chọn đáp án D. Được chưa các em? Câu hỏi số 2, đây là đề quốc gia 2016 nào. Tại nơi có gia tốc trọng trường G, một con lắc đơn có sợi dây dài L đang dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là nào? Tần số là F ấy. Đây là omega nha, cái công thức ở trên này là omega bằng căn G trên L này. Thì dưới này là tần số F của ta. Rồi 2C F bằng 1 phần 2 pi căn G trên L, chính xác. Các bạn ơi, các bạn xem live stream thì các bạn comment đáp án nhé. Comment đáp án nhé, bởi vì phần này là phần dễ. Phần dễ. Đấy, nó không gì khó cả. Toàn bộ là công thức cả mà. Nào, câu hỏi số 3. Chu kỳ dao động của lắc là gì nào? Công thức chu kỳ nào? Thầy có bảo các bạn là tôi hay mặc kệ, tôi hay làm gì ấy? T bằng gì ạ? 2 pi căn L chia G, đúng nhỉ? Và chúng ta sẽ chọn đáp án A. Rồi, 3A chính xác. À, Chí Đại ơi, share vào trong nhóm lớp giúp thầy cái. Để cho các bạn xem cái. Câu hỏi số 4. Đức Minh gì đi vậy? Em comment đáp án nào thì ghi rõ đáp án đấy nhé. Bốn à? Bốn à? Thứ nhất, ta có công thức tính chu kỳ là T bằng 2 pi căn L trên G, đúng không? Thay vào đây, 2 pi căn L là gì ạ? L là 121 cm, nhớ đổi ra mét là 1,21. Rồi, chúng ta chia cho
G là 10. Như vậy các bạn thay vào đây. Căn 1,21 sẽ là 1,1. Pi ở đây với cả căn pi bình ở đây hết chỉ còn là 2 nhân 1,1 là 2,2. Rồi, đoạn D chính xác. Nguyễn Ngọc Anh D chính xác, Minh Tâm D chính xác. Tiếp theo, câu hỏi số 5. Nào, thay vào cho thầy nào. Thay nhanh, nó quan trọng là thay nhanh. Kiểu gì đề thi đại học chẳng có một câu dễ thế này. Tôi hay làm gì? L chia G. Làm mấy câu là các bạn sẽ thuộc công thức rồi. L là mấy ạ? 1 chia cho G là 9,8. Bấm đây nào. Quan trọng ở đây là các bạn bấm thao tác cho nhanh như thế là xong. 1 chia 9,8. Rồi ra 2,01 rồi. 2,007 đúng không? Rồi 2,01C, 5C. Câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6. Rồi Nguyễn Ngọc Anh ra C. Chí Đại C. Tiếp theo nào. Chiều dài dây treo có lắc là từ công thức là T bằng 2pi căn L trên G. Đúng nhỉ? Từ đó ta suy ra chiều dài L bằng T bình phương nhân G chia cho 2pi bình phương. Thay vào đây nào. Ngọc Chun này, vất vả quá nhỉ. À, từ 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 thấy nhầm rồi. Câu 6 có tần số góc rồi mà. Tính làm chu kỳ làm gì? Đây. Ôm không mỏi. Gấu trong lòng. Đây. Đấy, L sẽ bằng là G phần omega bình. G là bao? 10 này. 4 bình. 10 phần 16 là bao nhiêu ạ? 0,625 mét. Rồi, sẽ bằng 62,5 cm. Rồi, câu hỏi số 6 ra B. Hoàng Sơn ra B, Minh Nguyễn ra B, Thanh ra B, chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7, Ngọc Trun ra B. Câu hỏi số 7 này. Khi đưa một con lắc lên cao theo phương thẳng đứng, có coi chiều dài của con lắc không đổi thì tần số dao động của lắc sẽ như thế nào? Quan chú ý này, khi đưa lên cao. File này á hả? Em ơi, file này thầy up ở trong group mà. Group 2K4 vật lý thì chung ấy. Cả nhóm VIP thì cũng up lên đấy rồi mà. Em vào trong nhóm VIP ấy, sẽ có cái file này mà. File này là buổi live stream trước em ạ. Nguyễn Ánh ra B, Chí Đại ra B. Nào, khi đưa lên cao theo phương thẳng đứng thì tần số của nó là tôi có f bằng 1 phần 2 pi căn g trên l. Như vậy thì tần số sẽ tỷ lệ thuận với cả căn bậc 2 của g. Càng đưa lên cao, càng đưa lên cao. Quan chỉ này. Càng đưa lên cao thì g nó càng lực hút trái đất ấy, chính là gia tốc lòng trường ấy, càng ngày càng giảm. Thì f của ta sẽ như nào? Cũng giảm. Đúng nhỉ? F giảm, g giảm. Thì làm sao ạ? G sẽ giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao. Như vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là 7A. Như vậy thì những bạn chọn đáp án khác 7C, 7B là sai. Hoàng Sơn, file để ở trong group 2K4 vật lý thì chung em ạ. Group là nơi up tài liệu, còn page để thấy live stream. Thấy chưa? Câu này các bạn hiểu không ạ? Giống này này cho dễ hiểu này. Đây là trái đất. Lực hút trái đất càng gần mặt đất thì lực hút trái đất càng lớn. Càng đưa lên cao thì lực hút trái đất càng giảm bởi vì G càng giảm. Thì càng đưa lên cao thì làm sao ạ? Tần số của ta càng giảm. Nhưng mà chu kỳ dao động của ta càng nhanh. Thấy chưa? Tần số giảm thì chu kỳ sẽ nhanh vì chu kỳ thì là nghịch của cả tần số. Hiểu câu này không ạ? Đây là câu lý thuyết đấy. Nên đa số học sinh sẽ là rất là sợ lý thuyết. Nhiều bạn kinh hoàng sợ lý thuyết. Thời gian tới thầy đang có kế hoạch ôn dần lý thuyết cho các bạn. Khi học xong chương 1 ta sẽ ôn kiến thức tổng hợp lý thuyết chương 1. Đấy. Xong chương 2 ta sẽ tổng ôn kiến thức
chương 1, chương 2. Tương tự như vậy, đến chương 3 ta sẽ tổng ôn 1, 2, 3. Lần lượt từng chương, từng chương. Thì các bạn chưa đăng ký, chưa chưa vào page, thì các bạn vào gấp. Chưa vào group, vào lớp, vào gấp. Chưa đăng ký nhóm live viết thì đăng ký gấp nhé. Ok, xin chào Tuấn Nghĩa. Đã có hỏi số 8. Câu hỏi số 8 rồi. Tại nơi có tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài L đang dao động điều hòa với chu kỳ là 2 giây. Khi tăng chiều dài con lắc thêm 21 cm thì chu kỳ dao động điều hòa của nó là 2,2 giây. Chiều dài L bằng bao nhiêu? Ta có này. T bằng 2 pi căn L chia G. Như vậy nhìn đây ta sẽ được là T tỷ lệ thuận với cả căn bậc 2 của chiều dài. Như vậy dẫn đến là T bình phương sẽ tỷ lệ với cả L. Đấy, đây là cái công thức gốc. Còn công thức mà này ta chỉ cần giải này thôi. Đó là T2 trên T1 sẽ bằng là L1 trên L2 trên L1 nữa. L2 trên L1. Đây, bình lên chỗ này, bình lên chỗ này nhá. Tương đương như sau. Nào, suy ra được L2 sẽ trên L1 bằng L1 là mấy rồi? À, L2 đây rồi. L2 sẽ là L1. Đây, L1 cộng thêm bao nhiêu ạ? 21 cm. 21 cm đổi ra không phải 21 m đi. Chia cho L1. Rồi, bằng nào? T2 trên T1, T2 là 2,2. Chia 2 bình phương. Nào các bạn tính ra L1 mấy nào? B 1 mét à? Chắc là nhầm rồi. 2,2 chia 2. Chịu, không nhầm được. 8B à? Chắc chắn không? Ok, thầy sẽ khoanh vào đây. Câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi số 9. B gì? Cái này các bạn tự bấm nhé. Thầy không rõ là bấm là 8B hay 8A đâu. 8B này. Nào có 9 à? Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn dao động điều hòa trong khoảng thời gian delta t, con lắc thực hiện 40 dao động toàn phần. Thay đổi chiều dài con lắc 7,9 cm thì cũng trong khoảng thời gian delta t ấy, nó thực hiện 39 dao động toàn phần. Đấy. Chiều dài của con lắc sau khi thay đổi là, thì các bạn biết là số dao động toàn phần giảm đi thì chiều dài của nó cũng phải giảm à, tăng lên, chiều dài nó phải tăng lên. Bởi vì là n sẽ tỷ lệ với cả gì ạ? 1 phần căn L. Đấy, N tỷ lệ nghịch nhá. Thì dẫn đến là gì? N2 trên L1. Dùng luôn này đi. N2 trên L1 sẽ bằng là L1 trên L2. Đấy. Như vậy nhìn rõ ràng đây này. N2 trên L1 là 39 chia cho 40. 39 chia 40, 39 đây, chia 40. Bằng à, căn chứ nhỉ? Căn chứ nhỉ? Bình phương lên đi. Bình phương lên đi. Thế sẽ bằng là L1 trên L2, L1 này. Ở đây ta biết là L2 nó sẽ giảm đi một lượng là L1 trừ cho 7,9. Cùng đơn vị nó tự triệt tiêu rồi. Đấy, thế đây các bạn can xem nào. Tính ra L1 bằng mấy? Chín à Thanh? À ta can luôn. 39 phần 40 bình alpha bằng L1 là x phần x trừ 7,9. À cộng 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 7,9 nhỉ? Tăng chiều dài lên. Tăng cộng em ạ, chỗ này cộng. Bình phương lên. À cái này không bình nữa, shift can thôi. Rồi 152,1.
Như vậy L1 bằng 152,1. 152,1. Như vậy là chiều dài con lắc sau khi thay đổi. Này, sau khi thay đổi. Sau khi thay đổi, như vậy là L2 sẽ bằng là L1 cộng thêm 7,9 nữa. Như vậy sẽ bằng là bao nhiêu ạ? 160 cm. Rồi, như vậy đáp án sẽ là A. Chí đại 9B sai rồi. Đấy, cái cách làm một bài khá đơn giản thôi. Nhưng mà khi thi ấy, thì các bạn không đọc kỹ là chúng ta bị sai mất. Đúng không? Đúng không? Đấy, đấy là bẫy đi nhá. Rồi, câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10. Hai con lắc đơn dao động có chiều dài tương ứng là L1 bằng 10 cm, L2 chưa biết, dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 20 dao động thì con lắc thứ hai thực hiện được 10 dao động. Chiều dài con lắc thứ hai là bao nhiêu? Thì tương tự như vậy thôi, ta được là N1 trên N2 đi. Bình phương đi. Sẽ bằng là gì ạ? L2 trên L1. Đấy. Thế là hỏi L2 thôi, thay vào đây này. 20 trên 10 bình phương là 4 bằng L2 chia cho L1 là 10. 2 trên 1 là bằng 4, L2 sẽ bằng 4 nhân 10 là 40. Chọn B. Quay comment đáp án này. Hay câu 10 không làm được. Ok, Thanh chính xác 10B. Có gì khó nhỉ? Nào thầy nhiều bạn sẽ không hiểu cái công thức này. Nào, delta t bằng t nhân n. À từ từ thầy lấy từ cái công thức này cho bạn dễ nhìn. Đây công thức tính chu kỳ t ở phần đại cương ấy, thầy có dạy các bạn như này này. Đó là chu kỳ bằng khoảng thời gian ngắn nhất để mà thực hiện được dao động chia cho n. T bằng 2 delta t trên n, như vậy rõ ràng t tỉ lệ nghịch của n rồi. Đúng không? Mặt khác t là bằng 2 pi căn l trừ g. Như vậy từ đấy ta nhìn được ra là n sẽ tỉ lệ với cả gì? 1 phần căn l. Tỷ lệ nghịch thế này thì hiển nhiên là n bình phương sẽ tỷ lệ với cả gì ạ? 1 phần l. Đấy, n bình phương ấy. Đấy, chính là cái công thức để thầy chứng minh thôi. Hiểu không các bạn? Hiểu nhờ? Đấy, n bình tỷ lệ với cả 1 phần l thì hiển nhiên là n1 trên n2 thì sẽ bằng là căn của l2 trên l1. Nhưng mà bình phương lên thì các bạn mất căn rồi. Đúng không? Rồi, câu hỏi số 11. Dài thế nhỉ? Sao dài thế? Dài thế. 11 rồi. Comment đáp án tiếp được các em. Một con lắc đơn có chiều dài là 120 cm. Để chu kỳ dao động giảm 10% thì chiều dài dây treo con lắc phải như nào? Nào, giảm 10% nào. Đấy, thì chiều dài dây treo con lắc phải như nào nào? Chắc chắn là giảm rồi, không chuyện tăng được, loại hai đáp án đi nào. Vì tỷ lệ thuận mà. T tỷ lệ thuận với cả căn L. Nên suy ra được T giảm thì L cũng phải giảm. Đúng không? L cũng phải giảm chứ cái này. Thế thì ta được này T2 trên T1. Đúng không? Bình phương lên tương đương này. T1 T2 sẽ bằng là T1 trừ cho 10% của T1. Đúng không nhỉ? Chia cho T1 bình. Thì bằng là L2 trên L1. Thế này thôi. L1 có sẵn rồi. Nào T1 ở đây chỉ còn là 1 trừ 0,1 bình. Bằng L2 chia L1. L1 là mấy? 120. Vậy từ đó suy ra L2 của ta bằng. Bấm máy tính thử cái nào. Có L2 rồi, suy ra được delta L. Sẽ bằng là
L2 trừ cho gì ạ? L1 bằng bao nhiêu đó thôi? Bao nhiêu nhỉ? 120 nhân với cả mở ngoặc ra là 1 trừ 0,1 bình phương đúng không? 97,2. Chị đối đi. Đấy, 97,2 trừ cho bao nhiêu ạ? 120 âm à ra 22,8. Như vậy là ra B. Đúng không? Rồi, câu hỏi số 12. Đặt tim nhiều vậy. Nào, các bạn comment đáp án tiếp đi. Nào, comment đáp án nào. Nhiều bạn ở trong nhóm kín của cả nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3, nhóm chat đấy. Nhiều bạn hỏi nhiều câu kiểu thầy đã dạy rồi ấy, mà không chịu xem live stream mà hỏi những nhiều câu mà thầy đang dạy live ấy, thầy rất là kiểu không muốn trả lời ấy. Đấy, nên là các bạn chủ động xem live stream nếu mà câu nào mà thực sự khó, hoặc là câu nào mà kiểu là nó không có trong live stream ấy, hoặc thầy chưa chỉ ấy, thì các bạn nên hỏi. Nhiều bạn nó hỏi những câu rất là buồn buồn cười. Ví dụ hôm nay có một cái bạn hỏi là thế này này, thầy nói qua cho các bạn. Hỏi cái vòng tròn lượng giác thì trục an nó phải đi như nào? Nào, trục gia tốc phải đi như nào? Nào, ở trên vòng tròn lượng giác thì trục gia tốc A phải đi như nào? Nếu mà trên cái trục của x, lý độ x ấy, thì A nó phải ngược chiều với x, ngược ngược pha với cả x. Thì các bạn chỉ cần vẽ ngược pha này là xong. Đây là A đây này. X này. Thì vận tốc V nó đi như nào? V đây. V nó luôn nó có xu hướng là hướng xuống dưới. Thì các bạn vẽ ba trục thì nó sẽ biểu diễn như này. Còn nếu mà vẽ một mình nó thì thích thích vẽ kiểu gì chả được, gia tốc A đây này. Đây A này, bên này sẽ là thầy ghi là A max, chả vấn đề gì cả. Bên này trừ A max, thầy đảo trục là được, không quan trọng lắm. Nên cái vòng tròn lượng giác ấy của A hoặc x hoặc v ấy, thì nó chỉ đơn giản là các bạn hiểu là hiểu được cách vẽ, hiểu được bản chất để các bạn biểu diễn nó đơn giản thôi. Đấy. Phần nào nó cũng liên quan đến vòng tròn cả, từ từ phần sau khi đại cương các bạn học. 12 không giả, 12 không bạn nào ra kết quả. Kém vậy, 12 mà không giả, kém thế. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21 cm, à 21% thì chu kỳ của nó sẽ nào? Tăng chiều dài nào? Nhìn đây. T2 trên T1 thì bằng căn L2 trên L1, L2 sẽ bằng là L1 tăng thêm là cộng với cả 21 là 0,21 L1. Chia L1. Đấy như này. Căn của 1 cộng với cả 0,21 là 1,21. Căn 1,21 thì bằng 1,1. Tóm lại T2 sẽ bằng là gì ạ? T2 trên T1 sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng là 110%. Như vậy lúc đầu ấy đã là gì ạ? Đã là 100% rồi. Chứ là được là delta delta T ấy sẽ bằng là gì ạ? 110 trừ cho 100% ban đầu thì sẽ là 10%. Đấy, 12 như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Rồi, anh Quân chính xác. Nhiều bạn chưa học đến đây sao nhỉ, đúng không? Các bạn học đến đây chưa? Các bạn thầy biết rồi. Thầy gọi là luyện tập cơ bản nhưng mà thực tế là nó cũng đi từ những cái kiến thức của công thức tính chu kỳ thời gian, rồi là quãng đường, rồi là các thứ ấy, nó sẽ nằm ở phần này hết đấy. Mạng lắc à? Nếu giảm chiều dài của con lắc một đoạn 44 cm thì chu kỳ dao động nhỏ nhỏ của nó sẽ thay đổi một cái lượng là 0,4. G bằng pi bình bằng 10. Chu kỳ dao động của lắc khi chưa giảm chiều dài là bao nhiêu? Đấy, bài này. Nếu giảm chiều dài con lắc đơn một đoạn là 44 cm thì chu kỳ của nó sẽ thay đổi một lượng là 0,4, là thầy gọi là thế này đi. Chưa giảm chiều dài, đấy là giảm chiều dài nhá, thì ta được là T2.
trên T1 sẽ bằng là L2 trên L1 đấy, bằng nào, tương đương là T1 ở đây là sẽ là giảm chiều dài T2 sẽ bằng T1 chứ không phải 4 chia T1 như này, bằng nào, bằng nào căn của L2, căn này, căn L2 là L1 trừ cho 0,44 chia cho L1. Thế đến đây chúng ta sẽ nhìn thấy nó có hai ẩn như này, hai ẩn như này đúng nhỉ. Cách bây giờ ta tìm là tìm T1 thì ta lại dùng công thức là T1 bằng 2π căn L1 trên G. Như vậy hiển nhiên là L1 của ta sẽ bằng là T1 bình phương nhân G chia cho 2π bình phương. Đấy. T1 của ta là mấy ạ? Chưa biết. Chưa biết. Nên ta có thể ghi là T1 bình phương ở đây nhân này. G là bao nhiêu ạ? 10. 10 chia cho 4 nhân 10. Đấy sẽ là 1 phần 4 là 0,25 T bình. T1 bình. Đấy nhá. 10 10 hết, 1 chia 4 là 0,25 T bình. Thì ghi như vậy để cho gọn thôi. Ném này vào đây. Ném này vào đây. 13 13D hả? Ok xem nào. Ném này vào đây. Vậy T1 này chứ không phải 4 này. Chia cho T1 này bằng căn L1 thay bằng 0,25 T1 bình chứ không phải 44. Chia cho L1 là 0,25 T1 bình. Ra can một cái thì sẽ là T1. Như T1 bằng 2,4 giây. Đấy. Mười bốn à, mười bốn nào các em, tiếp tục nào. Anh Quân chính xác, Thanh chính xác, Tâm chính xác, Chí Đại chính xác. Thanh giờ này học tốt đấy nhỉ? Đặt quyết tâm với thầy học tốt cái là học tốt hẳn đấy nhỉ? 14. Tại cùng một nơi nếu chiều dài con lắc đơn giảm 4 lần thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ như nào? Nào, ta có là F bằng 1 phần 2π căn G trên L. Như vậy khi chiều dài con lắc giảm 4 lần. Đấy, nào. F2 trên F1. Đó là L1 trên L2. Đấy. Căn nhá, căn nhá. Giảm 4 lần nghĩa là thằng này L1 bằng 4 lần L2. 4 lần L2 đúng không nhỉ? Hay là L2? 4 lần L2, căn 4 bằng 2 à? 2. Ok, như vậy F2 bằng 2 F1. Rồi tăng 2 lần, chính xác. Ok. Nhờ thầy cả. Ok. Được, chăm chỉ là được. Chăm chỉ sẽ tạo nên sự quý tộc. 30, 3 mua à, 3 có 15 rồi. Mười lăm à? Câu này nó bị nhảy quá nhỉ? Để các bạn xem câu này đã. Mười lăm D. Minh Tâm 15D à? Bạn khác nào? Bạn khác nào?
Một con lắc đơn có chiều dài là 90 cm đang dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian delta T nó thực hiện được 10 dao động toàn phần. Giảm chiều dài con lắc 50 cm thì cũng trong khoảng thời gian delta T trên nó thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần? Để giải nhanh này, các bạn có công thức giải nhanh như sau. Thì delta T của ta bằng T 1 nhân L1 rồi, như vậy sẽ là bằng căn L1 nhân với cả gì ạ? 10 bằng căn L2 giảm chiều dài L1 trừ cho 50. Đúng nhỉ? Nhân với cả bao nhiêu ạ? X. Có thể để đây đổi ra cái L1 là bằng 0,5 nữa đi. Đấy, ở chỉ còn x thôi, L1 bằng 90 rồi. Là căn 90, căn của 0,9 à? Nhân 10 bằng này. 0,4 này. Nhân x này. Mười lăm ra đây. Mười sáu nào, mười sáu. Mười sáu dễ quá nhỉ. Mười sáu dễ quá nhỉ. Hãy thức đúng là gì nào? T1 trên T2 sẽ bằng là L1 trên L2. Nếu mà L1 trên L2 thì bằng T1 trên T2 bình phương. Thì 16 sẽ là C. Đúng không? 16 sẽ là C luôn. 17. 17 nè. Các em. Năm mươi bảy nào, đến đây không làm nữa à? Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi cố định này, nếu giảm chiều dài con lắc đi 19% thì chu kỳ của nó sẽ như nào này? Cái này thôi bỏ vì câu trên thầy làm rồi, như trên. Được chưa? Như các câu trên. Câu 18, L1 cộng L2 thì sẽ là T bằng T bình bằng T1 bình cộng T2 bình. Như vậy câu này không có đáp án đúng, câu này muốn đúng phải là đây này. Nên là muốn đúng là L1 cộng L2 thì dẫn đến T bằng căn của T1 bình cộng T2 bình. Như vậy đáp án đúng là E. Đó chưa? Đáp án sẽ là E. Cái này muốn đúng thì phải sửa đáp án B này thành cái này. Đúng không? Rồi, câu hỏi tiếp theo đây, câu hỏi số 19 đi. Đây là trường hợp ghép thôi, L1 ghép L2 thì chu kỳ của nó sẽ là tương tự bài này nè, các bạn tính cho thầy nè. T bằng căn T1 bình cộng T2 bình thay vào đây. 3 bình 4 bình là 5. C. Đúng không? Nào có hỏi số 20 này. Có hỏi số 20 này. Có hỏi số 20 được không? Đeo cái tai nghe này.
nó gây cảm giác kiểu bịt tai ấy. Nào, câu này. Khi L1 trừ L2 dẫn đến là gì ạ? T1 bình trừ T2 bình. Đáp án sẽ là B. Đúng không? 19 á. L có liên quan á. Có liên quan mà. Thì mới ra được câu này chứ. Đấy nhá. Biến đổi chậm này. Chậm này. Giải thích này. Giải thích này. Ta được là gì ạ? L bằng L1 cộng L2. Thế được như sau nhá. Nếu mà giải thích chậm nhá. Chậm nhá. T1 2 pi căn L1 chữ G. T2 bằng 2 pi căn L2 trên G. Chia được L1 bằng T1 bình nhân G chia cho 2 pi tất cả bình phương. Đúng không? Đúng không? Nào tương tự như vậy L2 bằng gì? T2 bình nhân G chia cho 2 pi bình phương. Thì T bằng 2 pi căn L1 cộng L2 trên G thì dẫn đến là gì ạ? Rút ra đây này. L1 cộng L2 bằng gì? T bình nhân G chia cho 2 pi tất cả bình phương. Đấy. Thằng này cộng vào L1 ở đây thế vào đây. Ở đâu có L1 thế vào đây. Ok, thế vào nhá. Thế này, L1 cộng L2 sẽ bằng cả thằng này. Bằng thằng này cộng vào. Thì suy ra được là gì? Nào, khi L bằng L1 cộng L2 thì dẫn đến là gì nào? T cộng bằng căn của T1 bình cộng T2 bình. Còn khi L bằng L1 trừ L2, T trừ bằng căn của T1 bình trừ T2 bình. Thế thầy chứng minh công thức cho các bạn thôi. À, không cần chứng minh đâu là sao các bạn cứ làm, đáng luôn trực tiếp. Được không ạ? Rồi, nào, 221 nào. 21 đáp án gì nào? Comment đáp án nào. Hai mốt à? Hai mốt D. Trong Pythagore các bạn học Pythagore rồi đúng không nhỉ? Thầy dạy thầy nói về Pythagore rồi. Ở đây tất nhiên là T1. Đấy, 10 bình trừ 8 bình chắc chắn là 6 rồi. Nhầm cũng ra kết quả. 22. Tổng quát hóa lên, tổng quát hóa lên. Tổng quát hóa lên. Nào. Chú ý này. Khi L bằng AL1 cộng cả BL2 thì T của ta sẽ bằng căn của AT1 bình BT2 bình. Đấy các bạn thay vào đây. Vậy đến đây ta thay này. T bằng căn này 2 nhân 1,5 bình phương cộng với cả 4,5 nhân 1 bình bằng bằng bao nhiêu nào?
Bấm xem nào, đáp án đó là gì nào? Nào, bấm nào. 21, 21 đây rồi, 22, 22 cơ. Hai hai c ba, ok rồi, 23 nào, 23 rồi, ok mấy câu nữa thôi hết phần này. Hai ba nào. Mạng bây giờ chuẩn bị lag rồi sao ấy? Thì thấy chậm hơn so với bình thường rất là nhiều. Mạng của em ấy. Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động điều hòa biên độ nhỏ, trong cùng một khoảng thời gian người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động toàn phần. Con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động toàn phần. Tổng chiều dài sẽ được là L1 cộng L2 bằng 164. Mặt khác thầy vừa dạy các bạn xem N2 trên L1 bình phương sẽ là L1 trên L2 tương đương. N2 là mấy ạ? 5 phần 4 bằng L1 là bình phương à? Đấy, suy này 25L2 trừ cho 16L1 bằng 0. Đấy. Đây các bạn giải hệ bình thường á. Đúng nha. Giải hệ bình thường á, ta được này. L1 cộng L2 hay L2 cộng L1 đi. Bằng 164. 25L2 trừ cho 16L1 bằng 0. Nào giải xem nào. L2 mấy nào? Thay giá trị bình thường thôi. Cam thấy cái nào xem đáp án là gì nào. À không can đâu, các bạn giải hệ. Giải hệ là được. Đây các bạn giải bình thường thôi. Ở dưới này sẽ là 25 này. Đúng nhỉ? Trừ bao nhiêu ạ? Trừ 10 đúng không? Rồi. Và không. À trên nữa. 164. Rồi, x của ta bằng à. Wow. Xấu thế. Hay nhầm chỗ nào? 1 này, trừ cho a à, cộng mà. Cộng 1 đấy. 16, 16. Ok, x bằng 64. X bằng 64 và y bằng bao nhiêu ạ? 100. Như vậy L2 bằng 100. À L1 bằng 100 chứ. Đoạn nào. Đấy. Được chưa? Thực ra livestream bằng giấy thì nó sẽ chính xác hơn, nó sẽ nhanh hơn. Cái này hơi chậm. Hơi chậm. Thôi nhá, câu 24 và 25 các bạn tự làm nhá, 26 tự làm nhá. Ba câu này tự làm nhá. Được chưa? Để ngỏ cho các bạn ba câu này tự làm nhá. Đáp án của ba câu này xem này.
26C. Đây. 23C á. 23C được. À. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thầy sai ở đây. Ra 100 nhưng thầy lại kết luận là ra A. Sai sai sai. Đúng rồi. Đây này, 64 cm, 100 cm cơ. Vậy cái này bằng 1 mét. 1 mét, 1 mét. 1 mét và 0,64 mét. Rồi, như vậy đúng là đáp án C. Đáp án C. Wow, vãi trưởng. 1 mét thì không để ý đơn vị. Thế là 16 nhá. Đấy, không để ý đơn vị cái sai luôn. Hỏi nhá. 24B, 25B, 26C. Thấy chưa? Này khá đơn giản, các bạn có thể tải file này về làm. Được chưa nhỉ? Ở file này thì thầy chữa từ câu bao nhiêu được các em? Một, xem nào. Mấy câu chứ mà nhỉ? 13 câu à? Nhanh thôi. Nào, dạng 2. Dạng 2. Câu 1. Đáp án nào? Có mày đáp án nào các em? Này lớp học trầm lắng đấy nhỉ? Phần này các bạn chưa học đến à? Những bạn xem chim đang chưa học đến à? Rồi Chí Đại 1A chính xác. Câu hỏi số 2. À, ở đây người ta cho biến đổi góc nhỏ rồi 6 độ, các bạn nhớ lại đổi độ này. 6 độ này bằng 6 pi phần 180. 10 độ sẽ bằng 10 pi phần 180, 30 độ sẽ bằng 30 pi phần 180. Cái này các bạn biết đổi nhá. Rồi, thế ở đây là cơ năng của ta là công thức khi góc nhỏ là cơ năng của ta bằng 1 phần 2 MGL alpha không bình. Khoan thay vào đây. 1 phần 2 M là bao nhiêu ạ? 90 gram là 0,09 này. Nhân G là 10. 10 hay 9,8 nhỉ? 9,8. Nhân với cả L là bao nhiêu ạ? 1 mét. Và cuối cùng nhân với cả 6 pi phần 180. Bình phương lên. Bấm máy tính như thế nào. Xem đáp án là gì nào. 2D à? 2D. Câu hỏi số 3 tương tự nhé. 3 tương tự, 4 tương tự nào. Thầy để các bạn tự làm nào. Xem đoán nó là gì nào. Cuối tuần nhiều bạn chắc giờ này đang đi chơi người yêu à? Dịch giã này đừng đi chơi công an bắt đấy. Ba C à? Ba C chính xác. Bốn à? Bốn à? Ok, Tâm, ok Thanh. 4 là em. À, câu 4 này là tính năng lượng toàn phần, chính là tính cơ năng nhá. Năng lượng toàn phần đây này. Đây chính là cơ năng. Thay vào đây. 4C luôn à? Thế dễ rồi nên thầy yêu cầu các bạn tự tính nhá. Rồi câu hỏi số 5. Vì nó khá là dài mà. Nó dễ nên nó lại còn dài nữa. Nào, câu hỏi số 5. Ở đây tìm động năng của vật tại thời điểm t bằng 1/3 giây, ta tính vận tốc v đã. Để tính vận tốc v ta viết phương trình của ta đã.
Nào, thứ nhất quỹ đạo của ta là L S0 ấy, bằng L chia cho 2. S0 nó vai trò bằng biên độ A ấy, là bằng 2 cm. Chu kỳ 1 giây như vậy omega của ta bằng bao nhiêu ạ? 2 pi, đúng nhỉ? Chọn gốc thời gian lúc con lắc qua vị trí bằng thái trừ dương, phao đều là trừ pi trên 2, đúng không? Như vậy ta được như sau: S sẽ bằng S0 là bằng 2 này, cos này 2 pi t này, trừ pi trên 2. Đây là phương trình của S. Đấy, phương trình lý độ S đấy. Đóng vai trò giống hệt phương trình lý độ x ấy. Đạo hàm của nó là V bằng S phẩy bằng trừ 4 pi. Đây này, omega nhân S không ấy, nhân sin của 2 pi t trừ pi trên 2. Đấy, đây là biểu thức của V. Các bạn biết rồi, động năng của ta có công thức như sau này: 1 phần 2 mv bình. Đấy, thay vào đây 1 phần 2 m là bao nhiêu ạ? 0,2 nhân v bình là cả cụm này trừ 4 pi nhân sin của này 2 pi nhân 1 phần 3 trừ pi trên 2. Đấy, bình phương lên. Bấm bấm cho thầy gái xem đáp án là gì nào. Các bạn nhập máy tính nhé và các bạn bấm bình thường thôi. Nhưng câu này ra được đáp án là A thì phải, hay B ấy? B à? Bấm xem phải B không? Nhớ khi bấm thì các bạn để chế độ radian nhé. Bấm nào. Shift mode 22 để radian. Thì các bạn mới bấm 0,5 nhân với cả 0,2 nhân với cả cụm này 4 pi này nhân sin này 2 pi phần 3 trừ cho bao nhiêu ạ? Pi trên 2. Đóng ngoặc vào. Đấy, xong đóng ngoặc nữa với bình phương. 3,947. 3,947. Đấy. Ở đây ta nhân với cả 1.000. Xem nào. À, từ từ thầy chưa đổi ra. Thầy chưa đổi thằng này. Thế sai rồi. Đây này, đổi đã, đổi đã. Chỗ này là đây là 200 m, phải đổi ra mét là 0,02. Thì chỗ này phải đổi là 0,04. Chỗ này 0,04. Đấy, đổi lại nhá. 0,04 nhá. Thì chỗ này mới đúng được này. Vì ta phải đổi ra đơn vị chuẩn hệ SI ấy. 0,04. Đấy. Ấn bằng. Thế mới ra được cái này. Là 3,947 nhân 10 cho 4. Đấy, và sẽ bằng là gì ạ? 0,3947 nhân 10 cho 3 chính là milijoule. B. Ok. Thầy bấm lỗi. Chưa đổi. Các bạn chú ý cái này nhá. Ở đây đổi ra mét nhá, 0,04 nhá. Đây này. 0,04 này. Pi này. 0,04. Pi này. Chỗ này này.
Được chưa? Rồi, câu 6 nào. Sáu nào. Câu 6 nào các em. Một con lắc đơn có khối lượng là 200 g là 0,2 này. Dây treo là 100 cm. Kéo vật ra khỏi vị trí bằng một đoạn một góc 60 độ rồi buông ra cho vật không vào tốc ban đầu. Đề bài hỏi năng lượng dao động của vật là ở đây góc to rồi năng lượng của ta công thức là V0 này bằng MG L nhân 1 trừ cos alpha 0. Đấy, thay vào đây. Góc to nhá thì năng lượng của ta sẽ dùng công thức này nhá. M là bao nhiêu ạ? 0,2 này. Nhân G là bằng 10 này. Nhân L là 1 mét này. Nếu cả 1 trừ cos của 60 là bằng 1 phần 2. Cos 60 là 1 phần 2. Đấy. Bấm máy tính cái cho thành không? 6D à? 10 nhân 1 là 10, 0,2 nhân 10 là bằng 2. 2 nhân 1 phần 2. Ok bằng 1. Câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7. Công thức của ta khi động năng bằng N lần thế năng. Đó là góc alpha của ta sẽ bằng cộng trừ alpha 0 chứ căn N cộng 1. Đấy. Nào thay vào đây giúp thầy xem ra là gì nào. Đấy câu hỏi số 7. Alpha này, tương đương này alpha của ta sẽ bằng cộng trừ alpha 0. Alpha 0 là 5 độ này. 5 chia căn 3. N là bằng 2 mà. Căn 3 sẽ bằng là gì ạ? Cộng trừ 2,89. Đúng nhỉ? Đáp án sẽ là C. Câu hỏi số 8 à? Câu hỏi số 8 à? Chỉ đại 7 phải là C nhá, 7 không phải là B đâu nhá. Con lắc đơn dao động biên độ là 2 độ, có năng lượng dao động là 0,2 joule. Để năng lượng dao động là 0,8 joule. Các bạn có này. Công thức là 1 phần 2 MGL alpha không bình. Như vậy là V kép sẽ tỷ lệ thuận với cả alpha bình. Alpha không bình. Khi alpha không tăng lên mấy ạ? À, năng lượng tăng lên mấy lần? Năng lượng tăng từ 0,2 lên 0,8, tăng lên 4 lần. Thì alpha không phải tăng lên 2 lần, đúng không nhỉ? Như vậy suy ra alpha 0,2 phải bằng 4. V2 chia V1. Alpha 2 chia alpha 1 bình phương. Đấy. Cái này nha, dùng trực tiếp cái này nhá. Hay căn cái này đi. Bỏ cái này đi. Bằng này. 0,4 đúng không ạ? 4 là 2. Alpha 2 bằng 2 lần alpha 1 bằng 4 độ. Chọn A. Rồi, tâm chính xác. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 9 à. Đây là phần viết phương trình này em này. Các bạn ở nhóm ngoài các bạn sẽ học ở phần này phần đủ để các bạn có thể lấy điểm cao ở trên lớp. Đấy, còn nhóm VIP thì hôm sau chúng ta sẽ luyện tập bằng một file khác khó hơn. File khác khó hơn. Nhưng mà các bạn cứ nắm chắc cơ bản thầy đã. Chúng ta sẽ ôn bằng một cái file khó hơn nữa. Nào câu hỏi số 9 nào. Nhìn nhanh này. Chiến nhanh phần này nào. Đáp án là gì nào? Đây là dạng viết phương trình của lý đồ góc. Và lý đồ dài. Phương trình lý đồ góc của ta có dạng alpha bằng alpha 0 nhân cos omega t cộng phi. Đối với bài này chẳng hạn thì ta được là alpha 0 vậy ạ. Biên độ góc là 0,1. Omega là 10.
Đâu không phải 79. À, alpha bằng cái này. Như vậy đáp án đúng câu này là gì ạ? 10. Không phải 1. Rồi, đoán đi. 9D chính xác. 10 nào. Mười nào, vẽ vòng tròn lục giác ra, làm nhanh nhá. Giữ vật ở vị trí ly đồ góc 9 độ rồi thả nhẹ, như vậy giữ ở vị trí biên âm đang thả nhẹ thì pha ban đầu của ta bằng pi, loại hai đoán này đã đúng không? Đúng nhỉ. Rồi bây giờ ta đổi này, có em biên độ góc alpha không ấy sẽ bằng là 9 độ bằng 9 pi phần 180. Mà công thức ta học là công thức S0 bằng L alpha 0 ấy, công thức Sơn La thì gọi là Sơn La ấy. S đây là 1 mét thì đổi bằng 100. 100 nhân 9 pi phần 180 thì sẽ bằng là 100 nhân 9 là 900, 900 nhân 180 bằng 5. Nhưng mà cái này sẽ bằng 5 pi. 5 pi như vậy chỉ còn đáp án C thôi. Đấy, 10C. Rồi, minh tâm chính xác. Đúng không? Đấy, đơn giản như vậy thôi. Còn cái thằng omega thì các bạn tính bình thường omega bằng căn g trên l, quá dễ đúng không? Nếu mà bạn nào mà học đến phần này chưa nắm được cách viết phương trình thì các bạn nên xem lại phần đại cương dao động điều hòa nhá. 11. Thì các bạn lấy máy tính này, lấy ARC code của cái góc 0,991 này thì suy ra được alpha 0 luôn bằng 0,134. Đấy, thì loại được hai đáp án này. Được chưa? Đấy. Tiếp nào. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng và chọn gốc thời gian lúc con lắc qua ở vị trí biên, ở đây này, biên này. Phát đồ không chưa? Rồi, chọn B. Đúng không? B. Được chưa? Được chưa? Có hiểu cái này không nhỉ, kem nhỉ? Còn omega đơn giản, ai cũng biết tính rồi mà, nó không có gì đặc biệt cả. Rồi, có 12 nào. Thầy tin nếu mà thời điểm này bạn nào mà chưa xem được cái phần có lắc đơn này thì thời gian tới các bạn học trên lớp ấy, cái phần những phần livestream này nó rất là quan trọng kinh khủng ấy. Nếu bạn nào mà muốn xem lại thì các bạn nên share về tường, vì thời gian tới ấy, là lỡ mà bên Việt Giác yêu cầu thầy ẩn file đi á, ẩn những cái video đi á, thì sẽ ẩn đấy đấy thì sẽ không ở trên trên page nữa, và các bạn tải về trang cá nhân các bạn xem đi. Những bài này thầy khẳng định luôn, trên lớp giáo viên ra bài kiểm tra nó đúng khoảng tầm 80% trở lên. Thậm chí mà các bạn học full toàn bộ cái lượng kiến thức của thầy mà thầy dạy ở trên page thôi đã đủ khoảng tầm 90% bài kiểm tra trên lớp rồi. Các bạn mà muốn hơn 9 điểm trên lớp thì các bạn là đấy cứ đăng ký xem ở trên page thôi, không cần phải đăng ký khoa học cũng được. Còn mà nào mà mục tiêu cao mà các bạn muốn thi đại học thì các bạn nên đăng ký khoa học của thầy nhá. Yeah. 12 đáp án gì các em? 12 đáp án gì nào? 1. Quỹ đạo của ta là 12 cm. Như vậy S0 của ta bằng L chia cho 2. Quỹ đạo chia 2 ấy. 12 chia 2 bằng 6 cm. Loại đi 12. Loại 12 đi. Đúng không? Loại hai đáp án này đã. Chọn gốc tọa độ ở vị trí bằng, chọn gốc thời gian lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều dương, pha đầu là trừ pi trên 2, chọn đi. Đúng không? Đấy, rất là nhanh thôi, ngỡ ngàng luôn. Thế nhá.
13. Một con lắc đơn vật nặng khối lượng M100g, chiều dài là 1 m, g bằng 9,86. Bỏ qua ma sát, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc alpha 0 rồi thả không vào tốc vận động ban đầu này. Biết con lắc dao động điều hòa với năng lượng E bằng 80 m/4, lập phương trình dao động điều hòa con lắc. Chọn gốc thời gian lúc vật có ly độ cực đại dương. Khi ly độ cực đại dương thì chọn luôn con này. Đúng nhỉ? Nếu mà thực chiến thì các bạn chỉ cần làm như vậy thôi, chả gì đặc biệt cả. Nhưng mà giải cẩn thận ta sẽ giải như sau. Đúng rồi, bây giờ ta sẽ giải cẩn thận như sau này. Khi cái câu này chọn gốc thời gian lúc vật có ly độ cực đại dương thì pha đầu của ta bằng pi luôn ở bằng bằng không luôn nhá. Các bạn hiểu như vậy. Radia. Nào bây giờ tính cái thằng nào thôi. Nhưng mà phải tính tính cái gì rồi? Biên độ của ta bằng 4. Cơ năng E đây rồi. E thì bằng là gì ạ? Góc này góc khi mà đã xác định phương trình của nó phải là góc nhỏ. Thì sẽ dùng trực tiếp công thức là 1/2 MGL alpha công bình. Đấy, để tìm ra alpha 0. 2E chia cho MG. Nhá, các bạn thay vào đây này. Căn nó. Thì có alpha 0 từ đó suy được S0 bằng L alpha 0. Đấy, sẽ ra được thằng S0. Khi có S0 rồi, thiếu thằng nào thôi, thiếu omega. Omega bằng căn G trên L. Đấy, thay vào đây ra kết quả. Nhá. Nó chỉ có các bạn bấm một phát ra công thức như vậy thôi. Không gì đặc biệt hết đấy, khá là dễ thôi nhá. Thôi nhá, nào dạng 3 vận tốc lực căng dây rồi. Ở phần này thì có vài câu khó thôi, để chữa vài câu khó cho các bạn luôn, những câu dễ thôi nhá, những câu này dễ nhá, dạng này dễ này, cái này dễ này, cái này dễ này. À thầy làm hai câu mấy câu cho các bạn. Nào câu 1 nào. Khi con lắc chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng. Nào. Khi con lắc chuyển động nhanh dần ở đâu? Nhanh dần ở góc phần tư số 1 và phần tư số 3. Từ biên về vị trí bằng nào nhanh dần, nhưng mà theo chiều dương là nửa vòng tròn dưới này, nó ở đây này. Đúng không nhỉ? Động năng bằng thế năng khi x ấy. Alpha bằng là gì ạ? Cộng trừ alpha căn 2 trên 2. Đấy. Nhưng mà căn 2 trên 2 nó ở đây và ở chỗ này. Như vậy khi mà nó chuyển động theo chiều dương thì có nghĩa là lại đang chuyển động nhanh dần thì nó ở góc phần tư số 3 này. Thì cái thằng x của nó phải là gì? Trừ A0 trên căn 2. Chính là trừ A0 căn 2 trên 2, chọn C. Đúng không? Đúng không? Câu này hôm trước thì chữa chưa? Câu 2 chữa chưa? Câu 2 chữa chưa? Chữa rồi đúng không? Các bạn xem lại livestream cũ nhé. Ngay hôm trước. Câu hỏi số 3. À, biên độ góc của ta là pi phần 120 pi phần 20 xin lỗi. Có g bằng 10, thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có ly độ là pi căn 3 trên 40 này. Pi căn 3 phần 40. Đấy, mà chúng ta chia cho biên độ A của ta thì sẽ bằng là gì ạ? Đây, thằng này chúng ta chia chia nhân đi đảo lên là 20 phần pi. Đấy, thì sẽ là căn 3 trên 2. Hay suy ra được cái vị trí S sẽ bằng là S0 căn 3 trên 2 hoặc là x. À dùng góc đi nhá, dùng góc đi nhá. Suy ra được S. À xin lỗi, suy ra được alpha sẽ bằng là alpha 0 căn 3 trên 2. Nó ở đây này. Đi từ vị trí bằng đến đây. A0 căn 3 alpha 0 căn 3 trên 2. Thì góc này sẽ là 60 độ. 60 độ là t trên 6. Đấy, t trên 6. Và t thì các bạn tính ra ngay được là 2 pi căn l trên g và chia 6. Đúng không? Đúng không nhỉ?
Vì thế phải vội, kiến thức nó rộng quá. Thầy chỉ nhanh để các bạn mới nắm được cái phần này. Này. 10C. À đâu đâu đâu, đến đây rồi mà. Nào, câu này đáp án gì nào? Câu 3 đáp án gì nào? Phần này làm chưa các bạn? Phần này về làm chưa? Thầy hỏi các bạn là tối mai 8 giờ các bạn có học được phần này không? Học tiếp được phần này không? Tối mai 8 giờ các bạn có học được tiếp phần này không? Phần này thầy chỉ hơi nhanh một chút vì là có một số câu mà thầy sợ hết giờ ấy. Nhưng mà đúng là không đủ thời gian để thầy chỉ nữa. Vì 9 rưỡi hôm nay thầy cho các bạn nghỉ rồi. Khó gì cơ? Khó gì? Lên tiếng thì xem là khó ở chỗ nào nào. Khó gì nào? Thấy khó gì nào? Thực ra cái này là vòng tròn lượng giác thôi mà, cái này là vòng tròn lượng giác thôi mà. Ở đây thay bằng biến đổi góc thì chúng ta vẽ vòng tròn của ta là vòng tròn của thằng góc thôi mà. Không phải khó đâu. Cái này cũng không khó đâu mà cái này dễ kinh khủng ấy, cái này dễ kinh khủng. Cái bài này là dễ kinh khủng. Còn mấy cái bài này dễ kinh khủng ấy, dễ. Cái này thầy có để thầy có quay một cái video chữa câu này này. Có một cái video thì quay trước câu này. Đấy. Khó suy luận cái vòng tròn lượng giác á. Tức là vòng tròn lượng giác này không khó suy luận nhỉ? Đây nhá. Ở đây em chỉ lấy cái thằng vị trí góc đấy, cái góc này này. Em lấy cái góc này này. Pi căn 3 phần 40 em chia cho biên độ của nó. Thì sẽ bằng căn 3 trên 2 thì hiển nhiên vị trí đó là alpha bằng alpha 0 căn 3 trên 2 thôi mà. Thì nó ở vị trí alpha A căn 3 trên 2 vậy. Thì nó đi từ vị trí cân bằng đến đây. Thì góc quét sẽ là 60 độ. À, chắc là thầy sẽ dành một cái khoảng thời gian nào đấy thầy chỉ lại cái vòng tròn lượng giác nhá. Được chưa? Các bạn làm tiếp phần này cho thầy nhé. Để mà phần tối mai thầy chữa cho các bạn. Cả phần sai số nữa. Dạng 4 nữa. Mấy câu nữa thôi. Thầy sẽ dạy các bạn phần phần sai số trong phép đo này. Hai kinh khủng. Phần cuối thì chỉ hơi nhanh bởi vì là thầy thấy là thầy tưởng thầy đủ thời gian để dạy cái này nhưng mà thôi. Nhìn đồng hồ chạy nhanh quá. Mà thầy 9 rưỡi thầy có việc rồi. Được chưa các em? Rồi. Các bạn có câu hỏi nào hỏi thầy không nhỉ? Có câu hỏi nào hỏi thầy không nhỉ? Nếu không có câu hỏi nào hỏi thầy thì các bạn chúng ta sẽ hẹn nhau tối mai. Hẹn nhau tối mai lúc 20 giờ nhé. Hẹn nhau tối mai 20 giờ nhé. Ok chưa? Rồi, bye bye các em. Bye bye nhá. Này tương tác chán nhỉ? Nào, bạn nào xem chào thầy cái nào. Thầy biết các bạn đang xem đến giờ này nhỉ? Trưa mai thầy sẽ gửi file cho các bạn, gửi file thêm nhé. Sẽ có một số bài nâng cao hơn đấy.
Ok chưa? Bye bye các bạn nhé.